cái bào tay được thì hơi trơn hơi rắn lắm. Thank you.
Chị đang bận đi làm buồn tí nữa về chị gọi lại nhé. Rất nhiều con bé con chị đó. Chị bảo tao thì nói. Alo. Mẹ đang đi làm muộn anh nha. Dạ. Mẹ đang đi làm muộn tí là mẹ gọi lại. Mẹ đang đi làm muộn mà. À. Mẹ tí là mẹ gọi lại con nha. Dạ. Nè, xíu rồi về mẹ gọi nghe, không có nói nữa nghe. Trời.